Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Toyota Vios xuất hiện tại Nhật Bản từ năm 1966 và đến nay đã trải qua 11 thế hệ, có mặt trên 16 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, Toyota Vios đã quá quen thuộc với người tiêu dùng. Xe ra mắt lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2003. Đến nay, Vios chiếm tới gần một nửa thị phần trong phân khúc xe sedan hạng B tại Việt Nam. Năm 2014, Toyota Việt Nam giới thiệu dòng xe Vios thế hệ mới nhất với thay đổi toàn diện từ ngoại thất, nội thất và một số thông số kỹ thuật. Thế hệ này, Vios có kích thước tăng nhẹ so với phiên bản trước. Trên màn hình quý vị đang xem là một chiếc xe Toyota Vios G màu vàng cát. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 7 vạn km. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chúng tôi đang bán với giá 405 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, ở Toyota Vios G 2015 ngoại thất là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Vios gây ấn tượng mạnh mẽ và được xem như đã lột xác hoàn toàn bằng thiết kế mới với các đường nét sắc sảo, mạch lạc, rõ nét, hiện đại, trẻ trung và năng động là những từ ngắn gọn nhất để nói về vẻ ngoài của mẫu xe này. Đầu xe được thiết kế tăng tính khí động học cho xe, giúp xe tăng công suất một cách dễ dàng. Nổi bật về phía đầu xe là mặt hút gió với hình thang lớn. Dàn đèn pha halogen projector được trang bị trên bản G cho ánh sáng tốt hơn. Hông xe với các đường dập song song nổi chạy dọc suốt thân xe kết hợp với cụm kính nối dài làm tăng chiều dài của xe đáng kể. Gương chiếu hậu của Toyota Vios 2015 chỉnh điện, gập điện với mặt gương lớn tạo sự thoải mái tối ưu và tầm quan sát tốt hơn khi rẽ, đỗ xe. Đèn báo rẽ tích hợp trên gương gia tăng sự an toàn cho người lái và tôn thêm dáng vẻ hiện đại, cao cấp cho chiếc xe. Mâm núc hợp kim nhôm R15 chấu đường kính lớn tăng tính thể thao và sang trọng. Phần đuôi xe rộng hơn với các đường gân dập đổi mở rộng về hai bên tôn thêm vẻ về thế sang trọng của xe. Cụm đèn sau nổi bật trẻ trung với những đường sọc ngang đầy ngẫu hứng, cho phong cách thể thao năng động của chiếc xe thêm cuốn hút. Xe được trang bị đèn sương mù phía sau giúp lái xe đằng sau dễ dàng quan sát khi phanh, tăng tính an toàn cho xe. Sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại thất này đã cho thấy Toyota đã bứt phá ra khỏi những khuôn khổ trước đây, hướng đến giới trẻ nhiều hơn, nhóm đối tượng khách hàng có nhu cầu sở hữu xe hơi ngày càng lớn. Không gian nội thất của Vios thế hệ mới cũng được thiết kế lại. Bảng điều khiển trung tâm của Vios 2015 được bố trí một cách hài hòa, khoa học và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chất liệu bề mặt TAPLO với chất liệu như da thật, thêm vào đó là các đường chỉ tinh tế. Kết hợp với chất liệu đen bóng được sơn sợi carbon ở màn hình CD trung tâm được tô điểm, thêm vào đó là các viền sơn mạ ánh kim nổi bật, tất cả tạo nên nội thất của Vios sang trọng không kém gì so với một chiếc xe hạng sang. Cụm đồng hồ trên xe DUEC thiết kế 3D hoàn toàn mới với viền đồng hồ trang trí mạ chrome sáng bóng tăng vẻ sang trọng. Màn hình hiển thị đa thông tin cũng được tích hợp ngay trên đồng hồ trung tâm cả hai phiên bản tự động và số sàn. Toyota Vios 2015 vẫn sử dụng động cơ 1.5 lít VVT, IDEOHC đem tới công suất cực đại 109 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng phút và mô men xoắn 141 nanomet tại vòng tua 4.200 vòng phút. Bản G sử dụng hộp số tự động 4 cấp. Trang thiết bị an toàn trên Vios bản G mới gồm túi khí kép cho hàng ghế phía trước, hệ thống phanh đĩa 4 bánh tích hợp ABS, trợ lực phanh khẩn cấp BA. Hệ thống giải trí trên xe được trang bị đầu CD, một đĩa tích hợp AM trên FM và điều khiển âm thanh trên vô lăng Vios G thuận tiện trong khoảng thời gian lái xe. CD đọc được các định dạng phổ biến như Megapixel 3, WMA, ACC. Ngoài ra, quý khách cũng có thể nghe các bản nhạc yêu thích của mình thông qua các cổng kết nối ngoại vi như AUX, USB và đặc biệt CD tích hợp thêm chức năng kết nối không dây Bluetooth giúp vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại mà vẫn đảm bảo an toàn. Tiết kiệm nhiên liệu, máy bền bỉ, xe nhỏ gọn tiện di chuyển trong thành phố đông đúc, thiết bị an toàn khá. Thương hiệu Toyota giữ giá tốt, hệ thống đại lý phủ rộng, dễ bảo trì bảo dưỡng. Vios là sự lựa chọn tốt nhất cho những ai có quan điểm ăn chắc mặt bền, cho những gia đình ít người, đặc biệt cho cư dân các đô thị lớn với mật độ giao thông dày, đường nhỏ. Với những người lần đầu mua xe hơi thì Vios là sự chọn lựa yên tâm nhất để bảo vệ các yếu tố thương hiệu, tư vấn của người quen, giữ giá. Là dòng sản phẩm rẻ nhất của Toyota Việt Nam. Song với mức giá bán cao hơn các đối thủ tưởng chừng sẽ là rào cản đối với Vios, song thực tế lại cho thấy Vios vẫn là chiếc sedan bán chạy nhất phân khúc mà không một đối thủ nào theo kịp. Lý do khiến nhiều người chọn mua xe Vios G cũ đời 2015 là bởi thiết kế đẹp, xe còn khá mới vận hành chưa lâu, số tiền đầu tư phù hợp túi tiền. Xét về mặt bằng chung thì Toyota Vios nói chung và phiên bản Toyota Vios G đời 2015 nói riêng là đời xe có thiết kế khá đẹp.
Vẻ ngoài của Toyota Vios G2015 có thiết kế trẻ trung, khỏe khoắn theo form dáng sang trọng bắt mắt. Hơn hết, Toyota là thương hiệu khá uy tín trong lòng người tiêu dùng Việt Nam. Việc mua đi bán lại các mẫu xe của hãng này ít bị mất giá. Mức giá mua vào của xe Toyota Vios 1.5 G2015 cũ cũng nằm ở mức trung bình, dễ chấp nhận. Những thiết bị phụ tùng thay thế của hãng xe Toyota rất phổ biến ở Việt Nam và có giá cả hợp lý. Vì vậy, chi phí bảo hành, bảo dưỡng xe cũng được tiết kiệm hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc trên thị trường. Toyota Vios có khả năng vận hành ổn định, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu tốt. Phiên bản Toyota Vios 1.5 G2015 cũ tuy đã có thời gian sử dụng, nhưng nếu chăm sóc kỹ càng từ chủ xe thì máy móc, khung gầm cũng như tiện nghi gần như mới. Các chi tiết của Toyota Vios 1.5 G2015 được sản xuất từ những vật liệu tuyển chọn có độ bền cao, ít bị oxy hóa, xuống cấp do thời gian. Toyota Vios 1.5 G đời 2015 thích hợp với những người mua về để sử dụng đi đường xa hay di chuyển trong thành phố. Xe với giá thành không quá cao nhưng vẫn đáp ứng đủ các nhu cầu của người sử dụng, dễ dàng di chuyển đường đông đúc, đậu đỗ bởi kích thước không quá to. Toyota Vios 1.5 G2015 đánh dấu sự bắt đầu chuyển mình thay đổi của mẫu xe Vios. Thiết kế xe trở nên năng động và hiện đại hơn so với những đời Vios đời trước. Phần capo cũng được thay đổi khác đi, mắt đèn nổi lên. Nhờ kiểu dáng thiết kế bắt mắt hơn nên Toyota Vios G2015 rất được ưa chuộng. Toyota cải biến phần tai đèn phía trước giúp dễ dàng tháo rời khi muốn sửa chữa hay thay mới. Khác biệt với hệ thống tai đèn được hàn gắn chặt vào so với xe Toyota Vios cũ đời trước đó, khi xảy ra va chạm muốn thay mới hay sửa chữa rất khó khăn. La giang của xe Toyota Vios G đời 2015 được thiết kế có nan to bản hơn, mang đậm phong cách thể thao. Vô lăng Toyota Vios 1.5 G2015 có tích hợp các phím âm thanh, chỉnh bài, giúp cho người sử dụng chủ động hơn trong khi điều khiển xe. Việc điều chỉnh âm thanh mà không bị ảnh hưởng đến việc tập trung nhìn đường. Đây là một thay đổi mới mẻ hơn cho người cầm lái khi điều khiển Vios 1.5 G2015. Xe sử dụng hệ thống số tự động, cải tiến hơn so với những mẫu Vios đời trước. Nhiên liệu để vận hành xe ít tiêu tốn, khoảng 6 lít trên 100 km. Không gian rộng rãi hơn kết hợp với ghế ngồi bọc da thoải mái, có thể tùy chỉnh, tạo cảm giác ngồi tiện nghi cho người sử dụng. Điều hòa tự động. Nội thất của xe không quá cao cấp, nhưng cũng đủ mang đến trải nghiệm tiện nghi và thoải mái. Cốp xe được thiết kế rộng rãi hơn so với những mẫu xe đời trước. Và sau đây nếu quý vị và các bạn có thời gian, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe này. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên bước vào cái khoang nội thất thì tôi cũng sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần cánh cửa bên lái, cánh cửa trước bên lái. Đây là cái chiếc táp bi. Tất cả keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản và táp bi cửa còn rất là mới ạ. Tất cả còn rất là mới ạ. Từ cái phần ốc bản lề này, gioăng keo, tất cả keo chỉ còn mới, còn đẹp luôn ạ. Không có bị mất một phân keo chỉ nào cả. Tất cả còn rất là mới ạ. Đấy. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là quý vị các bạn đây vẫn còn nguyên cái phấn này và những cái bẩn đó. Chứ còn nếu như chiếc xe này mà dọn dẹp đi thì nó sẽ rất là đẹp đấy, rất là mới đấy ạ. Chủ xe đi rất là giữ gìn. Quý vị các bạn xem qua thì cũng đã biết đây ạ. Lót sàn da rồi ạ. Và đặc biệt ở chiếc xe Vios bản G này thì đã được trang bị là cái bộ ghế da cao cấp nguyên bản theo xe, khác với phiên bản E. Phiên bản E thì chúng ta phải về làm lại nội thất da, chứ nguyên bản của nó chỉ là ghế nỉ thôi. Chủ xe đi rất ít cho nên là cái phần ghế này chưa có bị xước sát, chưa có làm sao cả. Tất cả còn rất là mới ạ. Vâng. Và quý vị các bạn xem đi nhiều hay đi ít thì quý vị các bạn xem đây là cái vô lăng. Vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển. Và vô lăng này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, vô lăng nguyên bản đây ạ. Chúng tôi không tua đồng hồ, không làm lại vô lăng. Tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Và vô lăng còn rất đẹp đây ạ. Vô lăng này thì còn rất là mới đấy ạ. Đây. Và cái bộ phận, đây là cái bộ phận điều chỉnh gương ạ. Gương chiếu hậu gập điện đây rồi ạ. Gương chiếu hậu là gập điện. Đấy, điều chỉnh. Và chủ xe cũng đã độ lên là gương gập auto. Tức là cứ tắt chìa khóa xe ra khỏi xe là gương gập, còn lại là vào xe là gương lại mở. Và đây là cái tem của nhà sản xuất ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, sản xuất tại công ty Toyota Việt Nam và được sản xuất năm 2015 rồi đấy ạ. Tất cả còn khá mới ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cánh cửa phía sau bên lái ạ.
tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản và cái táp bi cửa cũng còn rất là đẹp ạ. Táp bi cửa còn rất là đẹp và ốc bản lề đấy ạ. Ốc bản lề này, doang này, keo chỉ này, bậc cửa này, tất cả cũng còn rất là đẹp. Đây quý vị các bạn xem về cái phần ghế đấy, ghế da, ngồi nhiều hay ngồi ít, sử dụng nhiều hay sử dụng ít thì quý vị các bạn xem với cái xe này là quý vị các bạn cũng có thể biết được chiếc xe này sử dụng nhiều hay sử dụng ít ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, tất cả còn rất là đẹp ạ. Khác với phiên bản Toyota Vios E thì chiếc xe này được trang bị thêm là điều hòa tự động. Đây, thưa với quý vị và các bạn, điều hòa tự động. Nhưng ở đời 2015 thì chưa có màn hình, vẫn là đầu DVD thôi ạ. Rất là mới ạ, chiếc xe 2015 rất là mới luôn đấy. Đây là chiếc camera mà chủ xe cũng đã lắp thêm. Camera được tích hợp trên chiếc gương. Gương chiếu hậu này là chủ xe đã thay rồi đấy ạ. Thay cái gương chiếu hậu này để nó tích hợp được cái camera lùi. Và có cả gương chiếu hậu là gương chống chói. Đấy, thưa với quý vị các bạn, nó khác biệt với những cái phiên bản trước. Đó là khác biệt với cái phiên bản nguyên bản là chủ xe đã lắp thêm cái gương chiếu hậu này là gương chống chói và có tích hợp camera. Khi chúng ta vào số lùi thì sẽ hiển thị camera thôi ạ. Đấy. Và đây là cái phần cốp sau của xe. Tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn kỹ hơn về cái phần cốp sau của xe. Vì những chiếc xe ô tô nếu có đâm đụng hay va chạm nhiều thì nó đều thể hiện ở cái phần cốp sau. Đấy ạ. Đây là cái phần cốp sau của xe. Tất cả từ cái ốc cốp sau này, tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Ốc cốp sau này, keo chỉ của cái cốp sau, tất cả keo chỉ của cốp sau đây ạ, còn nguyên bản hết ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản hết. Đây là cái phần ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết. Và quý vị và các bạn cũng đã thấy rồi đấy ạ, chủ xe đi rất là ít để đồ, cho nên là cái cốp này nó mới sạch sẽ đẹp đẽ như này ạ. Tất cả là rất là sạch sẽ đẹp đẽ và chủ xe cũng rất cẩn thận, mua hai bộ thảm lót cho xe để thay nhau. Ví dụ như giặt chiếc này thì sẽ có bộ kia, cho nên chiếc xe này có hai bộ lót chân. Đấy. Và tất cả là còn nguyên bản hết ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả đâu. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Cũng giống như những chiếc táp bi cửa kia rồi ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cái phần keo chỉ của cái cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ. Tất cả keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Không mất một phần keo chỉ nào. Tất cả còn nguyên bản ạ. Và cái phần táp bi này rất là đẹp ạ. Táp bi còn rất là mới, chưa có xước sát hay là chưa có rách gì cả. Đây là cái phần nội thất ở phần phía sau ạ. Cái trần xe, đây là cái phần trần xe, tôi quay cho quý vị bạn xem, trần cũng rất là sạch. Ở những chiếc xe Toyota Vios thì rất nhiều chiếc xe chạy dịch vụ, nhưng ở cái phiên bản này thì là chạy dịch vụ cũng rất là hiếm ạ, tại vì là nó đắt hơn những cái phiên bản E rất là nhiều, cho nên là rất ít người lôi chiếc xe bản G này ra để chạy dịch vụ ạ. Nhưng ở chiếc phiên bản E, nhất là phiên bản E số sàn thì rất nhiều xe chạy dịch vụ ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc táp bi cửa trước bên phụ. Chiếc táp bi này tất cả cái keo chỉ này cũng còn nguyên hết đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, tất cả là còn nguyên hết ạ. Keo chỉ còn nguyên này, táp bi còn rất là đẹp này. Ốc bản lề đây ạ, thưa với quý vị các bạn, đây là ốc bản lề, tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Tất cả là còn nguyên bản hết đấy. Má ghế đây ạ. Má ghế này thì là ngồi cũng rất ít cho nên là nó mới còn được đẹp như này. Nếu như ngồi nhiều nó sẽ xước sát hết cả rồi. Tất cả còn rất là mới ạ. Táp lô cũng còn rất là mới ạ. Chủ xe đi lại ít và lại giữ gìn cho nên chiếc xe này còn khá là đẹp đấy ạ. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc xe Vios G 2015 này là một cái khối động cơ xăng, động cơ VVT-i 1.5 lít ạ. Đây là cái khối động cơ VVT-i 1.5 lít ạ. Và tất cả còn nguyên bản mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả.
tôi chỉ có rửa qua về cái phần ngoại thất bên ngoài và sẽ quay lên đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem thôi ạ. Tất cả là còn nguyên bản về cái động cơ này, chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị ngập nước, máy móc còn nguyên bản đấy ạ. Quý vị và các bạn có thể xem từng cái ốc một đây, từ cái ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này. Tất cả cũng còn nguyên bản hết. Chỉ trừ trường hợp chiếc xe bị tai nạn hoặc ngập nước thì là máy móc mới không có thể nguyên bản được. Chứ chiếc xe này không bị ngập nước, không bị tai nạn gì cả thì máy móc nó còn nguyên bản là điều đương nhiên ạ. Và đây là cái phần ốc cabo. Ốc cabo này. Keo chỉ là cabo này. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết và rõ hơn cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn thấy được chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào đây ạ. Đây là cái phần ốc cabo. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Ốc cabo còn nguyên bản và ốc tai. Đây, thưa với quý vị các bạn, từ cái ốc tai cho đến những cái ốc xương đầu xe. Ốc tai cho đến ốc xương đầu xe này. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị tháo dỡ ra làm cái gì cả. Tất cả còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn. Thank you.